Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, hot nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngoại trưởng Nga, phương Tây đưa tối hậu thư cho Nga về vấn đề Ukraine Hầu hết các động thái của phương Tây kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chẳng khác nào một tối hậu thư cho Moscow, bao gồm cả những nỗ lực của Nga nhằm giải quyết xung đột. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Belarus. Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây đã đưa ra một tối hậu thư cho Moscow về vấn đề Kiev. Gần như mọi thứ phương Tây làm, những gì họ tuyên bố, những gì họ thực hiện trên thực tế kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu là một phần của tối hậu thư cho Nga trên tất cả khía cạnh, ông Lavrov nói. Điều đó bao gồm triển vọng cho một giải pháp chính trị và ngoại giao, vốn đã bị phá hoại theo các yêu cầu của Anh vào tháng 4 năm 2022 cùng với sự mở rộng đáng kể tầm hoạt động của các vũ khí mà phương Tây cung cấp cho chính quyền Kiev. Ông Lavrov nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Belarus, Sergei Alenik, Nga không tổ chức bất kỳ cuộc trao đổi bí mật nào với phương Tây về tình hình Ukraine. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, chúng tôi không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán bí mật nào với bất kỳ ai. Phương Tây đã từ chối đàm phán dựa trên một nền tảng công bằng, đó là chưa kể tới việc ông Zelensky cấm giới lãnh đạo Ukraine đàm phán với Nga. Ông Lavrov nói về báo giới, Ngoại trưởng Nga cũng đề cập đến việc Tổng thống Vladimir Putin ngày 14 tháng 6 đã đưa ra các đề xuất là kết quả của những phân tích đúng mực và mang tính xây dựng về tình hình thực tế. Tuy nhiên, phương Tây đã không đưa ra phản hồi thực chất, ông Lavrov cho hay. 7 kho đạn bị xóa sổ, loạt tên lửa và 176 UAV bị đánh chặn Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 7 kho đạn và loạt pháo, đồng thời đánh chặn loạt tên lửa và 176 UAV Ukraine ở hướng Kharkov, nhóm lực lượng CV của Nga tấn công nhân lực và trang bị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 113 và Lữ đoàn Vệ binh quốc gia số 13 của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU gần Volchanh, Bokovo và Lipsy vùng Kharkov. Một cuộc phản công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn Jaeger số 71, AFU phát động đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 220 quân, một xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 14 xe cơ giới, một pháo phản lực Panzerhowitzer 2000 155 mm do Đức sản xuất, một pháo tự hành D30 122 mm và hai trạm tác chiến điện tử. Ở hướng Kupiansk, nhóm lực lượng Zapas của Nga có được những tuyến thuận lợi hơn và gây tổn thất cho các lữ đoàn cơ giới thứ 14, 21, 115 và 116 của AFU gần Nezkozje. Czech Vonaza, Dibrova, Cộng hòa Nhân dân Lugang tự xưng, LPR, Sinkovka, vùng Kharkov, và Grigorovka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, DPR. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 480 quân, một xe chiến đấu bộ binh, 12 xe cơ giới, một pháo tự hành Panzerhaubitze 2000, 155mm, một pháo tự hành D20, 152mm do Đức sản xuất, một hệ thống pháo tự hành 2S1 Gavut 122mm, 3 pháo D30 122mm, một pháo M119 1105 mm do Mỹ sản xuất và một pháo Grad MLRS 122mm. Ngoài ra, một kho đạn pháo của AFU đã bị phá hủy. Ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng giúp của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến và tấn công nhân lực và trang bị của Lữ đoàn Không vận số 46, lũ đoàn tấn công đường không số 79 AFU gần Konstantinopka và Kurakhovo DPR. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 610 quân, một xe tăng, một xe bọc thép trợ quân M113, bốn phương tiện cơ giới, một pháo phản lực M777 155mm, một pháo phản lực FH70 155mm, một pháo phản lực D20 152mm, hai pháo D30 122mm và một xe chiến đấu Grad 122mm. Ba trạm tác chiến điện tử và bảy kho đạn giã chiến đã bị loại bỏ ở hướng trên. Tại hướng Abdiivka, nhóm lực lượng từ Sen của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ đánh bại các lữ đoàn cơ giới thứ 2447 của AFU gần Sokol và Torres DPR. Năm cuộc phản công do các phân đội xung kích của các lữ đoàn cơ giới số 23, 110 AFU và lữ đoàn xung kích đường không số 95 phát động đã bị đẩy lùi. Thiệt hại của AFU là hơn 430 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép Mark Pro do Mỹ sản xuất, 8 phương tiện cơ giới, một liệu pháo MSTAB 2A65 152mm, một pháo D30 122mm và một pháo phản lực M119 105mm do Mỹ sản xuất. Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok của Nga có được những tuyến thuận lợi hơn họ gây tổn thất về nhân lực và trang bị của các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 115 và 123, cũng như lữ đoàn vệ binh quốc gia số 21 gần Ốc Tỷ Áp, Ropnopol và Velikaja Novosionka, DPR. Một cuộc phản công của các đơn vị AFU của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 140 binh sĩ Ukraine, 6 phương tiện cơ giới, một khẩu pháo FH-70 do Anh sản xuất, một khẩu pháo 152mm A265MSTAB do Anh sản xuất và một khẩu pháo D20. Ở hướng Khê Sơn, nhóm lực lượng đơn ép của Nga đã giao chiến với nhân lực và trang bị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 35 AFU và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 124 gần Antonovka và Ivanovka vùng Khê Sơn. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 25 quân, 9 phương tiện cơ giới, một pháo tự hành M777 155mm do Mỹ sản xuất, một pháo phản lực MSTAB 2A65-152mm và một pháo tự hành D20-152mm. Các lực lượng Nga đã tấn công một trung tâm hậu cần lớn của AFU, nơi tập trung, lưu trữ và phân phối vũ khí, gồm cả vũ khí tên lửa do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cụm nhân lực và trang thiết bị của AFU ở 112 khu vực. Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 176 UAV Ukraine, 6 tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS do Mỹ sản xuất, 4 tên lửa dẫn đường phòng không Patriot cũng như 10 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và tên lửa Vampire do Séc sản xuất. Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 23 tháng 5, phía Nga mất thêm 1.300 quân, 12 xe tăng, 15 phương tiện chiến đấu bọc thép, 51 hệ thống pháo, 27 UAV, 2 tên lửa hành trình, 56 phương tiện chở nhiên liệu và 20 phương tiện đặc biệt. Ukraine tấn công sở chỉ huy trọng yếu của Nga ở Belgorod. Không quân Ukraine vừa tấn công thành công sở chỉ huy của một trung đoàn súng trường cơ giới của Moscow bên trong nước Nga, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố ngày 23 tháng 6. Không quân Ukraine tấn công sở chỉ huy Nga ở bên trong nước Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine lưu ý rằng không quân Ukraine đã hợp tác với các nhánh khác của lực lượng phòng thủ Ukraine để thực hiện vụ tấn công. Sở chỉ huy Trung đoàn súng trường cơ giới của Nga được xác định nằm ở làng Nekotejevka, tỉnh Belgorod. Các vụ nổ đã được ghi nhận là kết quả của các hoạt động chiến đấu. Mục tiêu đã bị tiêu diệt thành công, tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh. Ukraine tấn công căn cứ quân sự Nga gần Mariupol, gây thương vong nặng nề cho Moscow. Các vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển thành phố Mariupol ở vùng Donetsk, bị Moscow kiểm soát chiều 22 tháng 6. Đáng chú ý, một căn cứ của lực lượng vũ trang Nga đã bị tấn công. Petro Andriushenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, tuyên bố trên Telegram. Thông tin sơ bộ cho thấy, cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Mariupol đã đánh trúng một căn cứ quân sự của Nga. Cuộc tấn công đã khiến 5 thiết bị quân sự của Nga và một hệ thống phòng không bị hư hại. Ông Andriushenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol do Ukraine bổ nhiệm cũng cho biết, các cuộc không kích khác đã xảy ra tại một sân tập gần làng Starikrim, và căn cứ quân sự của Nga gần văn phòng nhập ngũ ở Nikoske gây ra thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng cũng như thương vong đáng kể về người. Nhiều xe cứu thương đã được nhìn thấy lũ lượt đến hiện trường vụ tấn công. Các xe cứu thương được cho là có thể chở binh lính bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc tấn công. Mariupol, thành phố nằm bên bờ biển Azov, từng là cảng nhộn nhịp thứ hai ở Ukraine trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine tháng 2 năm 2022. Đây cũng là mục tiêu chiến lược mà Nga quyết kiểm soát trong giai đoạn hai chiến sự. Bởi thành phố án ngữ hành lang trên bộ mà Nga thiết lập, nối từ vùng Donbass tới bán đảo Rim. Sau hơn 80 ngày vây hãm, lực lượng Nga thành công kiểm soát thành phố vào tháng 5 năm 2022. Mariupol là một trong những khu đô thị nằm trong khu vực được Nga tuyên bố sáp nhập đầu tháng 10 năm 2022 và đang đẩy nhanh quá trình tái thiết quân đội Nga đã xây dựng một quận hoàn toàn mới, gồm hàng chục tòa chung cư ở phía tây thành phố. Hệ thống sưởi, nước sinh hoạt và nguồn cung cấp điện của thành phố đều đã được khôi phục. Xe buýt hoạt động trở lại, thường xuyên kính khách, không ít trường học, bệnh viện và cửa hàng ở Mariupol cũng đã nói lại hoạt động. Các quan chức Ukraine cáo buộc Moscow đã quân sự hóa Mariupol, biến thành phố này trở thành căn cứ chiến lược khổng lồ phục vụ cho các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Nga phản ứng sau khi Ukraine tập kích Brim bằng tên lửa Mỹ gây thương vong lớn. Chính quyền Mỹ đã ủng hộ Ukraine phạm tội ác, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay, đồng thời lên án việc Washington không có phản ứng trước cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS vào Sevastopol gây thương vong lớn chính quyền mỹ rõ ràng ủng hộ những tội ác của chính quyền kiev họ đứng về phía chủ nghĩa khủng bố quốc tế không có lời biện minh nào cho hành động của lực lượng vũ trang ukraine tội ác được thực hiện có chủ đích trong thời điểm tập trung số lượng tối đa người nga bên bờ biển đại sứ nga nhấn mạnh ông antonov nói thêm những nỗ lực của washington khi im lặng về tội ác khủng khiếp chống lại công dân nga gây ra sự tức giận và phẫn nộ mỹ không thể ngồi ở nước ngoài và trốn tránh trách nhiệm cho máu và nước mắt của những người vô tội Đại sứ Nga tại Mỹ nhận định, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine và trao quyền cho họ, tấn công dân thường chỉ chứng tỏ mong muốn của chính quyền Kiev tiếp tục xung đột bất chấp thương vong. Các nhà hoạch định chính sách ở Washington hiểu rõ, bơm chùm được trang bị cho tên lửa ATACMS không thể phóng nếu không có sự tham gia của các chuyên gia và sự hỗ trợ từ tình báo Mỹ. Ông Antonov lưu ý, không phải ngẫu nhiên mà máy bay không người lái của đối phương bay vòng quanh Biển Đen gần như mỗi ngày. Ngày 23 tháng 6, Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Sevastopol bằng tên lửa ATACMS mang đầu đạn chùm. Bốn người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em và hơn 150 người bị thương trong vụ tấn công này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong số 5 tên lửa tấn công vào Crimea, phòng không Nga đã bắn hạ được 4 mục tiêu, một tên lửa còn lại sau khi bị đánh chặn và mất phương hướng đã rơi xuống thành phố Sevastopol. Về thiết kế, đạn chùm của tên lửa ata cms có thể bắn ra hàng chục cho đến hàng trăm quả đạn con và có phạm vi sát thương lớn. Loại vũ khí trên được coi là cực kỳ nguy hiểm đối với dân thường vì đạn thường phải trải rộng trên các khu vực rộng lớn và có thể tồn tại dưới lòng đất trong nhiều năm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh youtube cuộc sống hôm nay. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.